Nguyễn Thừa xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì các bạn ơi, hôm nay á, là đúng là ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế. Nguyễn Thừa hiện giờ đang đứng ở trường cấp 23 Hiến Nhơn. À, ở phía sau lưng Nguyễn Thừa như bà con cô bác và anh chị mình thấy á, thì có rất là nhiều cây điệp, bông điệp rất là đẹp. Thì cũng ngay ngày hôm nay Nguyễn Thừa đối diện trường cấp 23 Hiến Nhơn là chợ Hiến Nhơn. Thì sẵn đây Nguyễn Thừa cũng xin review lại một số cảnh ở trường học cũng như là ở trường cấp 23 Hiến Nhơn ở quê mình á, sinh sống á. Mời bà con cô bác và anh chị cùng Nguyễn Thừa để xem phong cảnh ở đây, cũng như là mình sẽ giới thiệu món ăn đặc sản ở quê hương mình cũng như ở chợ mình để cho bà con cô bác và anh chị mình tham khảo thêm ha. Các bạn ơi, hôm nay Nguyễn Thừa đã đưa bà con cô bác và anh chị đi thăm chợ Hiến Nhơn, hay gọi là chợ Nhà Đài ở quê mình á. Đây là một chợ cũng vùng sâu của xã, của huyện Vũng Liêm. Nhưng Nguyễn Thừa nghĩ rằng ở đây có nhiều món ăn, ví dụ như là món cơm sườn dành bữa ăn sáng, đặc biệt là món các món ăn vặt như món cao câu, món hột vịt lộn ở đây bán rất là rẻ. Đặc biệt nếu bà con cô bác anh chị nào mình có mua tạp hóa thì chợ Hiến Nhơn cũng là một chợ thích hợp để mình
sắm sửa hàng tạp hóa trong nhà, vì ở đây có nhiều cửa hàng bán đồ rất là rẻ. Nhưng thừa nghĩ rằng khi mình đến Vũng Liêm thì cũng không nên bỏ qua chợ Hướng Nhân ở quê mình. Cảm ơn bà con, cô bác và anh chị đã xem video của Nguyễn Thừa chia sẻ hôm nay.